thật em ạ. Có một sự thật. Lâu còn chưa có mà gió đông sắp về. Cô gái xinh đẹp đọc luôn một bản rap về gái ế chuẩn đến từng chữ. Theo thông tin mới nhất thì cuối tuần này, Hà Nội và miền Bắc sẽ đón cơn gió lạnh đầu mùa sớm nhất trong năm nay. Có vẻ như đây là thời điểm con người ta cần nhất những cái ôm, những cái nắm tay. Nhưng mà hội FA thì vẫn rất đông và hùng hậu. Một trong số đó đã phải đọc hẳn luôn một bài rap chia sẻ tâm sự của gái ế chuẩn không cần chỉnh, khiến ai xem cũng phải gật gù. Có một sự thật là tôi đã ế 4 năm rồi. Và bây giờ tôi đã 26 tuổi rồi nên tôi muốn có người yêu. Nhưng mà bây giờ yêu mấy anh lớn tuổi ấy, thì mấy anh ấy lại bắt cưới luôn. Còn nếu mà yêu mấy em trẻ con ấy, thì lại kiểu sợ làm mẹ. Thế nên là tôi vẫn ế nhưng mà tiêu chuẩn tôi vẫn cao. Bây giờ mà có ai giới thiệu cho tôi anh nào đẹp trai hay nhà giàu thì tôi sẽ yêu luôn, mà tôi sẽ không điều kiện gì nữa. Tôi sẽ có người yêu và bố mẹ tôi sẽ phải tự hào về tôi. Sau khi đoạn clip được viral, nhiều chị em tấm tắc vì chuẩn quá còn nói được gì nữa đâu. Anh em thì lắc đầu bởi vì nếu anh không đẹp trai cũng không giàu, nhưng mà có tấm chân tình thì có được không? Thôi ông im mẹ á mồm đi. Hội FA vào xác nhận Zoom 8TV với nào. Nhớ là ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị mỗi ngày bạn nhé.